何？Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi, trả tôi trời ơi. Hello anh em show, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Baby. Và đây là cái sự kiện mới của nhạc phát hành Play Together Vinagame. Và cái sự kiện này thì các bạn chỉ cần việc là bắt cái con bọ mới và các bạn chụp ảnh đó, kèm cái tên nhân vật của các bạn và đăng lên trên fanpage của nhạc phát hành Play Together Vinagame. Sau đó thì các bạn sẽ vào cái form điền thông tin thì các bạn sẽ nhận cái phần thưởng là một hộp bốc thăm chanh mọng nước và một cái hộp tiền sao may mắn nha các bạn. Và cái link tham gia cũng như là cái chi tiết sự kiện mình sẽ để vào phần mô tả cho các bạn tham gia nha. Đó, các bạn chỉ cần việc là chụp giống ảnh như thế này là được thôi nha mọi người. Rồi ok, hôm nay thì mình có một cái rất là bức xúc luôn các bạn ơi. Nhưng mà trời hôm nay rất là mưa to nha mọi người. Mình thấy là mưa hôm qua tới giờ vẫn chưa hết luôn các bạn ơi, rất là lét luôn. Nhưng trước khi vô cái vấn đề chính thì mình sẽ mở cái hộp bốc thăm chanh mọng nước này nha mọi người. Rồi ok, đó không biết là mở không đây cái xe thì mở cái hộp này thì có ra cái món đồ xịn sò gì hay không đây. U là trời các bạn ơi, belo chanh nha mọi người. Wow, cái món này mình chưa có nha các bạn ơi, một chiếc belo rất là xịn sò luôn nha. Rồi ok, u là trời ơi, rồi đầu ngày vô game thì nhận một cái phần quà rất là xịn sò nha các bạn. Đó, một chiếc belo màu vàng nha mọi người. Rồi ok, cái vấn đề chính của ngày hôm nay thì đây các bạn ơi, đó, nhà phát hành bán tất cả các gói là bằng kim cương nha mọi người. Đó, nhưng mà có một vấn đề đó chính là nhà phát hành chỉ bán là trong vòng một ngày thôi các bạn ơi. Đó, nhiều bạn muốn mua nhưng mà không tích đủ kim cương. Và sẵn đây thì mình sẽ mua một cái gói kỳ lân. Đó, có kỳ lân thì mình chưa có sở hữu nha các bạn. Và cái giá là 200 kim cương nha mọi người. Và có cái gói option nhỏ là 150 kim cương nữa các bạn. Đó, và có cái gói là 12 cây tiền sale nha các bạn ơi. Ok, mình sẽ mua cái gói kỳ lân nam nha. Và giá là 200 kim cương luôn, rất là chắc các bạn ơi. Và mình thấy cái gói này khá là đẹp đó nha mọi người, gồm 6 món nha. Rồi ok, mình đã mua xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình chỉ còn là 138 kim cương thôi nha mọi người. Đó, mua bây giờ đúng còn cái nịt luôn các bạn. Còn cái gói người sói với cái gói mèo thì mình đã mua trước từ đó rồi các bạn ơi. Đó, mình không mua nữa nha. Mình chỉ thiếu là cái bộ kỳ lân thôi các bạn. Rồi và như vậy là game hôm nay không có ra đồ gì mới nha mọi người. Đấy, chỉ bán lại mấy bộ kim cương thôi các bạn ơi. Rồi tranh thủ làm thành tích để kiếm kim cương nha. Cái bộ option này cũng đẹp nè các bạn. Đó, bạn nào thích thì tranh thủ mua nha, càng thành tích mua nha các bạn ơi. Mình thấy là càng thành tích thì cũng rất là dễ đó các bạn. Rồi thôi, gói kỳ lân ảo mộng đây các bạn. Đó, xin chưa mọi người. Wow, mình chơi game lâu lắm rồi, bây giờ mình mới mua cái sở hữu cái bộ này nè các bạn ơi. Nãy hôm nay thì game ra lại thì mình tranh thủ mình mua liền nha các bạn. Chỉ trong vòng một ngày thôi đó ha, rất là ngắn luôn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đi săn các loại bẩm mới tiếp nha các bạn ơi. Đó, hiện tại thì mình chưa có cái con bọ VIP nào hết đây mọi người. Bữa giờ thì mình khá là su cành này luôn các bạn. Đó, wow, một kỳ lân kỳ đẹp chưa mọi người. Và dạo này thì mình cũng khá là bận nên cũng chưa ra clip thường xuyên cho các bạn xem nha. Đấy, các bạn thông cảm nha, đừng có quên mình nha mọi người. Đó, rồi mình sẽ cố gắng tranh thủ để mình ra rất là nhiều clip cho các bạn xem luôn nha. Và đây là cái bộ sưu tập đồ kim cương của mình nè các bạn. Đó, mình đã mua tất cả các món đồ trong cái shop rồi nha mọi người. Đó, gồm là 6 món nha các bạn ơi. Đồ để mình tính xem ở xương xương bao nhiêu kim cương nha các bạn. Rồi tổng cộng là cái bê cái gói này là 425 kim cương rồi nha mọi người. Rồi ok, tiếp tục thì dưới đây thì tiếp tục là 200 kim cương, nó là 625 kim cương. Rồi là 775 kim cương nha các bạn. Đó, tổng cộng xương xương là 700 gần 800 kim cương nha mọi người. Thêm là cái bộ muffin kia 12 cây tiền sao nữa nha các bạn ơi. Công nhận là game làm khó ghê, cho một ngày thì làm sao mà kịp đây các bạn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi các bạn ơi, bọ mới kìa các bạn ơi. U là trời, con bọ này hình như là nó bị say rượu hay sao các bạn. Thấy mình thấy là nó bay lung tung hết mọi người. Đó, nó lạng lách đánh võng kìa các bạn. U là trời, rồi nó bay luôn rồi nha mọi người. U là trời rồi các bạn ơi, lần đầu gặp mà bay luôn rồi các bạn. U là trời, rồi nó quay lại kìa mọi người. Đấy rồi, lần này thì không thể nào mà hụt nữa nha các bạn. Rồi mình sẽ cố gắng tiếp cận nó nha, nhưng mà nó bay khá là khó bắt luôn mọi người. Nó cứ đảo qua đảo lại hồi à mọi người ơi. Đó, không theo cái thứ tự gì hết luôn. Rồi nó đậu kìa mọi người. Ok, mình sẽ đi chậm nhất có thể nha. Đó, tiếp cận từ từ nè các bạn.
rồi nó lại bay, tiếp tục bay kìa các bạn ơi. Đó, nó không ở yên một chỗ mọi người ơi. Con này nó bị gì rồi các bạn? Đó, rồi nó bay tiếp kìa. Rồi rồi, từ từ các bạn ơi, không vội nha. Và con này chính là cái con bọ đế quý Hàn Quốc nha các bạn. À, và nó thường xuyên xuất hiện vào ban ngày ở khu vực là camping và khu vực là pleasure nha mọi người. Rồi ok, đó là cái thông tin cho các bạn biết. Rồi, ủa nó đâu mất rồi các bạn? Ủa, bỏ đâu rồi? Mới thấy đây mà ta. U là ơi, nó kìa các bạn. Trời ơi, hên quá các bạn ơi, mình bắt được rồi mọi người. Bọ đế quý Hàn Quốc nha các bạn, new luôn nha mọi người. Đấy, con này là con đầu tiên của mình đó mọi người ơi. Wow, sẵn tiền là săn được cái em này thì mình sẽ đăng lên cái sự kiện để mình nhận thưởng nha mọi người. Đó, các bạn nào mà săn bọ mới thì các bạn hãy thêm nha cái sự kiện đó. Để các bạn nhận cái phần code nha. Phải là cái công nhận cái con này khó nhìn luôn các bạn. Nope. Nó biết tí tì treo mọi người. Nó mà đặc biệt là nó có màu hồng thì nó cũng dễ nhìn hơn tí xíu nha. U là trời rồi các bạn ơi, con này nó búng xe thuê chứ các bạn. Rồi rồi, u là trời hụt rồi các bạn. Rồi ok, các bạn nào mà đã vào đây làm cái nhiệm vụ mới này chưa? Đó là nhiệm vụ là đi bắt cái chú nhóc chạy lanh quanh trong cái khu triển lãm nha mọi người. Và cái chú nhóc này chạy khá là nhanh luôn đó các bạn ơi. Đó, mình nghĩ là cái nhiệm vụ này khá là khó rồi các bạn. Đó, chạy nhanh kia chưa mọi người? Đấy, chú bé như là gắn thêm cái động cơ gì đó, chạy rất nhanh luôn các bạn. Mình đuổi theo không kịp nha mọi người. Đó, khi tới gần thì chú bé đột nhiên là tăng tốc nha. Đó, chạy khá là nhanh luôn. Mình nhấn vào cái nút bắt mà không kịp các bạn ơi. Để mình cố gắng ấn nhưng mà không kịp mọi người. Đây, bắt được các bạn. U là trời, công nhận là chạy nhanh thiệt chứ các bạn. Ó, mình ấn không kịp nha mọi người. Chạy khá là nhanh luôn các bạn ơi. Rồi, ok, mình sẽ cố gắng bắt được nha. Hiện chi game cho cái thời gian là 3 phút luôn nha mọi người. Đó, tưởng dễ ăn quá đâu, rất là khó luôn. Rồi, rồi, đâu mất rồi các bạn. Ủa, mình không thấy nữa. Ủa, đâu ta? À, kia các bạn ơi. Rồi, mình sẽ tóm cổ thằng bé này. Rồi, đó, dám chạy nhanh hả? U là trời, rồi ấn không kịp các bạn ơi. Nó cứ đảo qua đảo lại, mình ấn không kịp nha mọi người. Quá là khó luôn. Đó, lại hụt kìa rồi mọi người ơi. Rồi, bạn nào mà muốn thử là nhanh tay lịa mắt thì các bạn hãy vào cái khu chiến lãm này để nhận cái nhiệm vụ này nha. Đó, các bạn test xem thử cái tốc độ của các bạn và cái độ nhanh tay của các bạn như thế nào. Và khi vào đây thì các bạn sẽ nhận một cái áo miễn phí nha. Đó, cái áo màu trắng miễn phí. U là trời, mình bắt rồi các bạn ơi. Đó, bắt tốt mồ hôi luôn nha mọi người, rất là khó luôn. Rồi, ok, và như vậy là mình đã xong cái nhiệm vụ rồi. Đó, và cái phần thưởng của mình là 100 tiền sao. Đấy, nhân B là 300 tiền sao nha các bạn. Rồi, ok, và như vậy là video của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn. Và xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.